có khả năng có được một con. Lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ đánh cỏ nhé. Thì tình hình anh em ở tất cả tỉnh thành thế nào rồi? Ở Bắc Giang thì ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch năm 2022. Thì hai anh em là triển khai đi đánh cỏ. Ở Bắc Giang thì đợt này chỉ có cỏ quần đồng thôi, cũng như là cỏ gọi là kiểu chuyển đồng tới đồng này, từ đồng này tới đồng khác ăn thôi. Đấy, chứ có cỏ di cư tốp đồng về anh em ạ. Cỏ mồi đây, cỏ mồi thì hôm nay đi đánh gọi là vực mồi lên thôi. Hiện tại thì bây giờ cũng gần 6 giờ rồi, cũng chuẩn bị cỏ ra rồi. Cò ra thì nó ngủ rừng kia kìa. Chiều hôm qua thăm đây thì nó có gần chục con ăn đồng này anh em. Quẩn lác đác ở đây đánh xem nó tình hình như thế nào. Còn là về nhựa cò thì vẫn là đánh hai anh em sử dụng cái nhựa nhà bán cho anh em ấy. Đó là cái nhựa A1. Đấy, thì cái nhựa này thì nó đánh được cả trời nắng trời mưa. Đấy, lúa ở Bắc Giang thì vẫn thấp lắm anh em. Đấy, tôi gọi là mới lên cách bờ được tầm khoảng 15 phân thôi. Thấp, cực kỳ thấp luôn. Que đây, Chiến đang cắm nhựa khu vực chỗ kia. Đấy thì bây giờ thì về khu vực ở bên đây, dưới đây nha anh em nhé. Đấy, ngồi chỗ góc kia kìa. Đấy, cò ra đánh quay cho anh em xem. Nhưng mà những cái buổi đầu tiên đi đánh này thì thường thường là nó sẽ gọi là khó khăn. Gọi là mình đi kiếm thêm 1-2 con để làm cò mồi đứng bờ thôi. Cái thứ hai nữa là vực cho con cò mồi của mình nó thuần, đi đánh chạy đồng nó gan người hơn. Bây giờ anh em cùng theo dõi nhé. Thôi theo. Chết bố mày. Có khả năng có được một con. Chắc ngồi này nó phải mấy vòng nó xuống. Ui giời, dữ luôn. Dữ quá. Đây con nữa, đây con nữa. Nghe. Dạ, ao ạt. Chạy mẹ lên rồi. Theo nhau đi hết rồi này. Ui, giả khắp lưng, từ mọi hướng. Có con bó trên đồi xuống này. Ở đây xuống xuống. Được này. Ui, có con nó thả dù rồi. Chạy hết rồi. Chạy nhiều cái gì. Vòng này chết rồi. Đã khốn không? Khả năng phát sau anh em ngồi thụt lại đằng sau nhỉ? Nó đánh họng tự xuống. Đi lại sợ nhựa rồi. Cổ đỏ đấy. Theo được. Không làm gì được. Hiện tại thì bây giờ hơn 7 giờ rồi anh em ạ. Đấy, hai anh em thu quân đây. Đấy, buổi đầu giao quân thì nó cũng chập chững như mọi năm. Đa số là không được, cũng như là được một vài con thôi.
Ở Bắc Giang thì bây giờ nó chỉ có cỏ quần đồng lưu đồng thôi anh em nhé. Đấy thì đánh nó chỉ ra được lúc chợt sáng sớm thôi, đánh được con nào được không được thì nó lại chuyển luôn đồng đi chỗ khác nó ăn. Căn bản là bây giờ nó nhiều đồng, nó có nhiều mồi, nó chưa tụ lắm. Móm anh em đánh có mấy tốp vậy, cứ quẩn tít đi, nhưng mà kiểu lúa thấp vậy, cắm nhựa nó lộ, nó không mạnh xuống lắm. Bây giờ hai anh em đi thu nhựa nhé. Anh em nào xem được cái video này thì có thể là đăng ký ủng hộ kênh, tiếp tục đón xem những video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.